Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với 42 thanh niên thuộc 18 xã vì hành vi trốn khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ngoài các xã Đặng Lễ Hồng Quang và thị trấn Ân Thi, 18 xã còn lại đều có thanh niên bị xử phạt. 42 thanh niên này có hành vi không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. Mức phạt đối với mỗi thanh niên là 11 triệu đồng. Đây được xem là biện pháp mạnh tay cứng rắn của huyện Ân Thi trong công tác tuyển quân nhằm răn đe ngăn chặn hạn chế thấp nhất các trường hợp vi phạm, tạo sự nghiêm minh công bằng trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự tại các địa phương.